Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với loa kéo Long Phát. Trước mặt mọi người đây là chiếc loa kéo Prosync VK15 Super phiên bản mới nhất 2021 mọi người nha. Đây là phiên bản tháng 4 năm 2021. Sau vài tháng vắng bóng trên thị trường thì chiếc Prosync VK15 Super đã xuất hiện lại. Mẫu Prosync VK15 Super tháng 4 năm 2021 thì nó không khác gì mấy mọi người nha. Chỉ khác trước là cái chỗ nhãn hiệu của loa thì nó giờ lên ở giữa loa, còn hơi bản cũ thì nó ở dưới. Con VK15 Super này thì nó sở hữu một bass và một chép, từ là 170, coi 65 và chép là 350. Con bình thì là bình 14 mọi người. Hai mic thì đây là hai mic cho phiên bản 2021 này. Bây giờ mình quay mọi người cùng xem nha. Xem kỹ nha. Sau đây em xin giới thiệu sơ về một xíu về bộ mặt luôn nha. Bộ mặt của chiếc loa kéo của Prosync phiên bản của tháng 4 2021. Đây thì nó cũng gồm volume tổng của nhạc, bass chép và các nút màu đỏ thì là dành của nhạc mọi người nha. Còn ở dưới nút màu vàng, màu cam thì là của mic, có mic delay, echo, mic bass, mic chép, volume mic, volume nhạc cụ, có hai gỗ tấm guitar, mic, có dây, đầu rào là âm thanh đầy đủ. Nếu mọi người chơi đi ở ngoài thì ví dụ như hát bình thì mình có thể câu bình luôn nha. Đèn báo thì đang hoạt động mọi người nha, lâu là yếu. Còn đèn dưới là sạc bình, ví dụ như đèn màu đỏ thì là chưa đầy mọi người nha, còn đèn xanh màu xanh cam thì là đầy. Bình là phía đằng sau mọi người nha, nó thiết kế cũng được. Thiết kế như vậy thì ví dụ như lâu ngày mình xài lâu ngày thì mình có thể thay bình cũng được nha. Ví dụ bình yếu, bình chai thì mình có thể thay được. Không để mọi người chờ lâu nữa thì sau đây em xin test một đoạn nhạc để cho mọi người cùng cảm nhận lại chất âm của chiếc cái loa kéo của Prosync VK15 Super phiên bản tháng 4 năm 2021. Mời mọi người đeo tai nghe vào để cảm nhận được chất âm tốt hơn nha. Dưới luôn nha. Và sau đây em sẽ test luôn karaoke của cung
với các 15 Super để cho mọi người cùng mà cảm nhận cái âm mic của phiên bản năm 2021 để mọi người có một đánh giá và sự lựa chọn hợp lý cho mình. Hiện tại địa chỉ bên em thì là có số là 216 Lê Văn Khương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên nhà máy bia. Mọi người có thể cần tư vấn hay có thắc mắc gì thì mọi người gọi vào số 0965 885 716 để được hỗ trợ và tư vấn. Số 0965 885 716 để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bác nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Nếu mọi người thấy video hay và bổ ích thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có động lực làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì em xin chào mọi người và hẹn gặp lại.